Dứt điểm rất hay thưa quý vị các bạn, và ra chân tuyệt vời. Đó là Thịnh Phát. Vẫn là một trong những chân sút đáng gờm của các cầu thủ Rai Sơn Nam. Số 20 vừa tung ra một cú dứt điểm. Chúng ta hãy xem lại tình huống vừa rồi. Vẫn đang là các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Không có lỗi phản công dành cho Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Đường truyền không vượt qua được các cầu thủ áo trắng thưa quý vị các bạn. Công Đại. Đây là cơ hội. Tiếp tục là cơ hội dành cho Thanh Phong. Mất bóng nữa rồi. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Thái Sơn Nam. Hồ Văn Nghĩ không được cơ hội. Đó là pha để bóng tuột khỏi tay của Phạm Văn Tú. Cơ hội dứt điểm. Đa Hải. Zidane Mota hoặc Red rất hay. Vẫn còn đang là các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Lợi thế dành cho các cầu thủ áo trắng. Bàn thắng dành cho Thái Sơn Bắc thưa quý vị và các bạn. Vừa rồi thì họ đã thực hiện một lô điểm mạnh của mình. Đó là những tình huống thấp pressing rất hay. Đây chúng ta hãy xem lại tình huống. Những đường chuyền một chạm, ít chạm của các cầu thủ bên phía Thái Sơn Bắc. Và dứt điểm chìm quá khó chịu của Lê Quang Vinh, đội trưởng bên phía Thái Sơn Bắc. Bóng đã đi qua vị trí hai chân của Hồ Văn Ý. Tình huống mà cầu thủ Thái Sơn Bắc đã tận dụng phép lợi thế của mình. Đức Hòa, bây giờ là phản công dành cho Thái Sơn Nam. Đây là cơ hội. Không được rồi. Đức Hòa lướt đi rồi. Đây là cơ hội dành cho Thái Sơn Nam. Hải Huy. Không được. Phạm bốn đội tổng hợp và Thái Sơn Bắc là hai. Đức Hòa dứt điểm. Không được. Vẫn là pha hướng bóng vào góc trên khung thành. Một chạm rất hay. Cơ hội được dành cho Mota. Đa Hải và Hồ Văn Nghĩ dứt điểm. Không vào. Dứt điểm. Và vẫn là Thịnh Phát thưa quý vị các bạn. Khẩu thần công của Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh lại nổ súng. Nếu xuất ghi bàn đáng nể của Thịnh Phát. Và xoay người loại bỏ được Minh Quang. Và chúng ta thấy là số 12 cũng không thể có được động thái truy cản trong tình huống vừa rồi. Dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là câu trả lời mà các cầu thủ Thái Sơn Bắc muốn gửi đến Thái Sơn Nam. Và dứt điểm của Minh Quang. Trong những kèo trái rất lợi hại của Thái Sơn Bắc. Cơ hội dứt điểm. Không chiến thắng được Hồ Văn Ý. Quá chắc tay cho tình huống vừa rồi. Và gài người của cầu thủ bên phía Thái Sơn Nam. Chưa có được vệ tinh hỗ trợ. Đây là cơ hội Nhàn và Hưng. Rất hay. Bây giờ là phản công dành cho cầu thủ Thái Sơn Bắc. Chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Chưa thể thực hiện được pha dứt điểm. Bóng ngờ xuống đáy biên. Hải Huy phản công, tranh chấp mạnh. Đây là cơ hội Thịnh Phát đối mặt rồi. Dứt điểm. Cú đúp dành cho số 20 của Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu suất ghi bàn khủng khiếp cho đến lúc này của Thịnh Phát.
Đó là câu trả lời đặt thép của các cầu thủ Thái Sơn Nam dành cho Thái Sơn Bắc. Và dứt điểm quyết đoán của Thịnh Phát đã đánh bại hoàn toàn Văn Tú. Bây giờ thì tỷ số đã là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Thái Sơn Nam Hồ Chí Minh. Gió đã đổi chiều, những người rượt đuổi bây giờ lại là các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Này, Tuyển Ái và băng vào của Thanh Phong. Giờ đây thì hãy cùng chờ xem bản lĩnh của thuyền trưởng Victor Acosta Garcia sẽ là như thế nào. Đây là cơ hội, chưa có bàn thắng thứ ba dành cho Thái Sơn Nam. Dứt điểm, đây là cơ hội, kịp không? Không được rồi. Và thoát xuống của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là Văn Tuấn mất bóng rồi. Dứt điểm, không vào. Futsal 23 vô địch quốc gia 2024 giải được phối hợp tổ chức bởi VV và VFF. Và đây là cơ hội, không vào. Và dứt điểm của Thái Huy. Xoay người rất hay, cơ hội, không vào. Phải che chắn và xoay người rất hay của Đào Minh Quảng. Vừa rồi thì Đào Minh Quảng đã thực hiện động tác che trụ, xoay người để dứt điểm. Hãy xem lại tình huống này. Rất hay thưa các bạn. Không được. Cơ hội. Như vậy là đòn kết liễu dành cho các cầu thủ bên phía Thái Sơn Bắc. Và đó là Thái Huy. Chúng ta có thể thấy là trước một đối thủ chơi rất sành sỏi về chúng được bao lầy như Thái Sơn Nam, thì lúc này con dao hai lưỡi mang tên bao lầy của Thái Sơn Bắc đã vô tình cứa ngược quay trở về với các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Rất khó khăn thưa quý vị các bạn.